như lục bảo anh thống trị đường đua. Nhiều đối thủ xem anh như nhà vua, hạ nóc ao chỉ như một trò đùa. Vẫn câu nói xin một lần được thua. Đâu phải nhỏ thì cái gì cũng nhỏ, khi lên kế hoạch nó phải thật là to. Là thủ lĩnh của cả một băng đảng, anh thừa khả năng cho mày ngoài vòng bo. Không vòng vỡ như lực sĩ rồi sao, rất quyết đoán và tư duy thống trị. Chưa đủ lớn để học cách treo cao, vì thế mày là con tốt bố thí. Không nói nhiều nhưng đủ liệu anh có, mày thấy được gì qua cái tài năng đó. Hãy nắm thật chặt trước khi định buông bỏ, không tự nỗ lực chẳng đâu ai mà cho. Mày sang khang và trang, tiền trôi vào như nước chảy. Mà băng này gan vang rồi vang, những vết bầm trong bóng bẫy. Khi ra ngoài hang âm thật vang, nhiều kẻ làm ta nóng nảy. Đi trên nhiều bang lan và thang, chẳng thể chạy dây sức vậy. Một thủ lĩnh trách nhiệm của băng rồng đen, ra tay triệt hạ không cần lời khen. Muốn mình độc nhất phải thật khác biệt, chỉ đạo cấp dưới với thằng chết tiệt. Thành viên thiện chiến nhất của băng đảng, ra tay đánh thẳng không thể ngăn cản. Sao đối thủ bất động dấu hiệu lâm sàng, chống lại xin dù là bị bán vàng. Nhà không có chủ là nhà hoang, rừng không còn cây là rừng trồng. Mà biết lắng nghe là ma tài, mà không muốn khôn thì đừng học. Lãnh biết tu tâm là lãnh đạo, cơ thích sức tài là cơ đồ. Xe không may mắn là xe xô, vai mà đẳng cấp là vai rô. Anh mày sang khang và trang, tiền trôi vào như nước chảy. Mà băng này gan vang rồi vang, những vết bầm trong bóng bẫy. Khi ra ngoài hang âm thật vang, nhiều kẻ làm ta nóng nảy. Đi trên nhiều bang lan và thang, chẳng thể chạy dây sức vậy. Như bầu trời đêm thì làm gì có áo mây, cũng như Shinsu đã nói có nhiều chuyện không nên thấy. Từ khi tại dù xuất hiện qua đêm trở nên bất động, muốn đối đầu lại Shinsu thì phải nắm chắc trong tay. Giờ đội trưởng giống phiên độ đời thứ hai của tổ mạnh, liên minh những người mạnh nhất để thống trị Tokyo. Anh trung thành với băng đảng mà mình đã từng gia nhập, một khi chơi phải chơi tới nếu muốn nhất thì solo. Do cô em gái và người bạn của cô nói, gắn bó thôi nhỏ còn nhiều chuyện vẫn chưa nói. Số mệnh em gái không như bao người may mắn, cái chất của em làm anh trai rất cay đắng. Takemichi có tiềm năng là rất lớn, chứa một chút đà để anh đẩy thêm chút chớn. Sẽ là người hùng với những gì anh đã làm, không ganh không ghét không đố kỵ không lòng tham.